Xong tập này ắt off nha. Mai gặp tiếp. Phú Đề Gia ở rễ, chương 1987 đến chương 1991. Vậy chúng ta bên này, Tiêu Như Ý một mặt chần chừ, chúng ta không cần làm bất cứ chuyện gì, không nên xóa đi những vết tích kia, cũng không nên để người phát giác được chúng ta đã điều tra rõ ràng chuyện này. Bùi Minh đôi mắt khẽ một cái, nhìn ngoài cửa sổ. Chúng ta đều có thể dễ như trở bàn tay điều tra được những chuyện này một khi Triệu Hải Thủy cùng Triệu Tiểu Hồng tỉnh táo trở lại. Muốn biết nguyên nhân Triệu Nhị thụ thương thực sự tuyệt đối là dễ dàng. Chúng ta bây giờ nếu để bọn hắn kiểm chứng, bọn hắn ngược lại là cảm thấy chúng ta là cố tình che giấu sự thật. Dù sao Triệu Hải Thủy kia cái tính tình... Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh khẽ cười một tiếng. Tiêu Nhĩ thì là thần sắc cổ quái. Bùi thiếu nhà mình là đem tính cách Triệu Hải Thủy đều bắt chết rồi sao? Triệu Hải Thủy còn muốn cùng Nguyên Minh đấu hay sao chứ? Nằm mơ đi. Đúng, thương thế Triệu Nhị như thế nào rồi à? Tiêu Nhĩ chợt nhớ tới một chuyện khác. Bùi Nguyên Minh thản nhiên, không khả quan. Vốn dĩ xem ở trên mặt mũi Triệu Tiểu Hồng, ta còn chuẩn bị ra tay. Nhưng là Triệu Hải Thủy người này quá coi trọng lông vũ của mình, hắn sẽ không để cho ta xuất thủ. Trước mắt mà nói, hắn mời Đỗ Thái Tử bọn người tới ra tay. Thực lực ba người bọn hắn ta rất rõ ràng. Mặc dù không có cách nào cứu sống Triệu Nhị, nhưng là giúp nàng tạm thời cầm cự, vấn đề không lớn. Còn như đến cuối cùng, nếu như Triệu Hải Thủy tự mình đến cầu xin ta, ta sẽ cân nhắc ra tay. Nếu như hắn vẫn không muốn bị mất mặt như cũ, thì không trách được bất luận kẻ nào. Ta mặc dù muốn lợi dụng hắn buồn nôn địa tông, nhưng là cũng không đến mức không thể làm chuyện gì nếu không có hắn. Tiêu Như Ý nghĩ, Bùi thiếu, nếu như Triệu Hải Thủy không thèm đếm xỉa để Kim Cương địa tông ra tay cứu giúp thì sao? Dạng này có thể để tình cảm của chúng ta, dạng này có thể để tình cảnh của chúng ta ngược lại càng thêm bị động rồi hay không? Bùi Minh sẽ lắc đầu, sẽ không. Thứ nhất, Triệu Hải Thủy khẳng định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này cùng địa tông có quan hệ. Lấy tính cách của hắn mà nói, một khi điều tra được điểm này, như vậy cho dù là cả nhà hắn chết hết, hắn cũng sẽ không đi cầu xin địa tông. Thứ hai, cho dù có trường hợp khẩn cấp địa tông thực sự ra tay, nhưng mặc kệ là người của Thích Tâm Sinh ra tay hay là người của Phật Tử Thích Quân ra tay, đối phương đều sẽ nghĩ biện pháp phá hư. Cho nên con đường này đi không được à? Tiêu Như Ý suy nghĩ một chút. Tỉnh Đại Mạc còn có một cái thánh địa võ học, Linh Thú Cung. Bọn hắn sẽ không lội vào vũng nước đục này chứ. Chỉ là người có đầu óc đều nhìn ra được thế cục hiện tại bên ngoài Vạn Lý Trường Thành như là một thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Những người thánh địa võ học kia ngày bình thường giả bộ trâu bò thì vẫn được, nhưng ngay tại lúc này ai sẽ không ở không đi ra tới, đi gây sự đâu à? Có giúp được Triệu Hải Thủy hay không là chuyện khác, nhưng đắc tội với địa tông, Linh Thiếu Công cũng không sẽ dễ chịu. Bộ Kỳ Minh dăm ba câu đã đem thế cục phân tích rõ ràng. Hiển nhiên, liền thế cục trước mắt mà nói, thế lực có tỷ lệ cứu người nhất định đều sẽ vì nhiều lý do khác nhau không cách nào ra tay. Từ góc độ này mà nói, nhân vật cấp bậc chiến thần có thể quang minh chính đại xuất thủ, thực sự cũng chỉ có một mình Bộ Kỳ Minh. Ngày hôm sau, khi Bộ Kỳ Minh ăn sáng xong, điện thoại của anh trung lên. Anh nhìn thoáng qua, về sau, vẫn là kết nối, cười nhạt một cái. Chu phu nhân, cô thế nào có số điện thoại của ta được ta? Điện thoại đối diện, Triệu Tiểu Hồng hơi sững sờ, sau đó thở dài nói. Xem ra, thiếu chủ ngài đã sớm đoán được, tôi sẽ gọi cú điện thoại này. Bộ Kỳ Minh cười cười, nói vào chuyện chính đi. Triệu Tiểu Hồng hít sâu một hơi. Đỗ Thái Tử bọn người hôm qua đã toàn lực ứng phó. Đỗ Thái Tử thậm chí còn lấy ra bí dược Thiên Môn Trại đến bảo hộ tâm mạch Triệu Nhị. Có điều bọn hắn lại không có biện pháp ức chế nội tức hỗn loạn trong cơ thể Triệu Nhị. Đơn giản mà nói, Triệu Nhị hiện tại tính mệnh kéo dài được một khoảng thời gian, thế nhưng là không có cách nào giải quyết triệt để. Tôi đã nói cùng đại ca của tôi để hắn tự mình đến mời ngài, thế nhưng là hắn người này quá yêu mặt mũi, vô luận như thế nào đều không cúi được cái mắt này.
Dù là hắn biết rõ, chỉ sợ thực sự chỉ có ngài mới có thể cứu được Triệu Nhị. Bùi Minh thở dài một hơi. Có đôi lúc, một mệnh người có lẽ chính là một ý niệm trong đầu quyết định. Ta vẫn là câu nói kia. Toàn cầu có lẽ thực sự chỉ có ta mới có thể cứu người. Thời điểm cần tới ta có thể mở miệng. Cô Chu phu nhân, mặt mũi này ta khẳng định sẽ cho. Bùi Minh một bên ổn định cảm xúc Triệu Tiểu Hồng, một bên nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Chu phu nhân, cô hôm nay gọi đến cú điện thoại này sẽ không chỉ có một chuyện như thế thôi à? Bùi Minh đối với tính cách Triệu Tiểu Hồng xem như có chút hiểu rõ. Có thể làm cho nàng không quan tâm gọi điện thoại tới như thế, khẳng định còn có chuyện khác mà là 80% cùng Lâm Môn có liên quan. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không gọi cú điện thoại này cho mình. Thậm chí chuyện của Triệu Nhị đều là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Thiếu chủ, quả nhiên là không có gì giấu được. Triệu Tiểu Hồng tại điện thoại đối diện lặng yên không một tiếng động, nịnh bợ vuốt đuôi. Hôm nay gọi điện thoại cho thiếu chủ, ngoài trừ cần bẩm báo chuyện của Triệu Nhị ra, còn có một việc chỉ sợ cần thiếu chủ ngài đi hỗ trợ tỏa trấn một chút. Tỏa trấn sao? Bùi Minh hơi sững sờ. Là chuyện có phân hội Long Môn bên ngoài vạn Lý Trường Thành sao? Chẳng lẽ tại bên ngoài vạn Lý Trường Thành còn có người dám tìm Long Môn gây phiền phức hay sao? Cũng không tính là tìm phiền toái, mà là một dự án hợp tác đã thương lượng từ trước. Triệu Tiểu Hồng thanh âm có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ chuyện này hẳn là chính tôi tỏa trấn, nhưng là bệnh viện bên này tôi thực sự không bỏ đi được. Nữ nhi Chu gia của tôi lại không có kinh nghiệm gì, tôi sợ nàng không cẩn thận sẽ bị người qua mặt. Cho nên hy vọng thiếu chủ ngài đi qua chống đỡ, cho nàng chỗ dựa, tự nhiên cũng coi như là tỏa trấn một chút, bảo đảm cho lợi ích Lâm Môn chúng ta. Nghe được chủ đề dính tới Lâm Môn, Bùi Minh ngược lại là không nghĩ nhiều mà trực tiếp đáp ứng. Dù sao hai ngày này anh cũng không có chuyện gì, đi xem phân hội Lâm Môn bên ngoài Vạn Lý Trường Thành một chút cũng tốt. Dù sao, thân là một trong 36 phân hội bên ngoài Vạn Lý Trường Thành tiếp tới nhất định là một cánh tay đắc lực cho mình. Mượn cơ hội này thăm dò rõ ràng nội tình cùng thực lực phân hội bên ngoài Vạn Lý Trường Thành cũng không tệ. Phân phó xong xuôi với Tiêu Như Ý, về sau Bùi Minh đón một chiếc taxi liền hướng về vị trí phân hội Long Môn bên ngoài Vạn Lý Trường Thành mà đi. Rất nhanh, Bùi Minh đi tới trước một tiểu viện có dấu ấn của lịch sử. Cái tiểu viện này hẳn là sản phẩm của một niên đại đặc biệt. Mặc dù chiếm diện tích rộng lớn, nhưng kiến trúc chỉ có cao 2 tầng. Mà giờ khắc này, tại cổng phân hội Long Môn có rất nhiều xe sang đang đậu, không ít người trông như côn đồ đang cầm băng rôn lớn có ký tự như trả lại tiền, bồi hoàn tiền. Còn có người đứng trên nóc xe cầm loa nói chuyện Triệu Nhị trọng thương sắp chết, sinh động như thật. Những người này rất nhiều đều là loại đã gia nhập liên minh võ đạo quán phân hội Long Môn bên ngoài Vạn Lý Thượng Thành. Hiện tại bọn hắn đều muốn rời khỏi Long Môn, muốn cùng Long Môn triệt để cắt đứt quan hệ. Mà giờ khắc này cánh cửa phân hội bên ngoài Vạn Lý Thượng Thành lại khóa chặt, một thái độ như sẽ dàn xếp ổn thỏa, nhưng là những người gây chuyện này không có ý tứ cứ như vậy mà bỏ qua. Còn có không ít người tung chân đá vào bên trên cánh cửa, mưu toan đem cánh cửa đá văng. Cảnh tượng như vậy chỉ sợ là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Long Môn. Mà Bùi Minh cơ hồ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là Địa Tông ra tay. Mà lại một màn này để anh càng thêm chắc chắn người xuất thủ 80% là Thích Tâm Sinh. Dù sao, giả mà là thật, thật lại là giả. Trong con mắt của mọi người, người tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, thường thường lại thích làm loại chuyện như vậy nhất. Một phương diện, Thích Tâm Sinh có thể hoàn hảo đạt thành mục đích của mình. Một mặt khác, còn có thể tìm cơ hội đem cái nồi lẩu này vứt cho Phật tử Thúc Quân. Mà từ cái góc độ này xem ra, Triệu Hái Thủy bên kia cũng đã điều tra rõ ràng chân tướng làm nữ nhi của mình bị thương. Bằng không mà nói, Thích Tâm Sinh sẽ không ra tay nhanh như thế. Bùi Minh không để ý tới rối loạn phía trước, mà là dựa theo lời chỉ dẫn của Triệu Tiểu Hồng đi vòng ra cửa hông gọi điện thoại. Một lát sau,
liền gặp được cửa hông mở ra một khe hở, sau đó Tô Nhân Báo đi ra. Thời khắc này, Tô Nhân Báo một vốn là một mặt vẻ lo âu, một bộ dáng có thật giật mình. Nhìn thấy Bùi Nghi Minh, cả người nhất thời thở một hơi nhẹ nhõm thật dài. Hắn vô thức nói, Bùi Thiếu, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cũng ở đây sao? Bùi Nghi Minh thực là nghĩ không ra Tô Nhân Báo sẽ xuất hiện. Chuyện Triệu Nhị bị người kích thương không phải cũng đã điều tra rõ ràng chân tướng rồi sao? Giải thích rõ ràng còn chưa đủ sao? Còn gây ra chuyện lớn như vậy à? Tô Nhân Báo cười khổ một tiếng. Bùi Thiếu, sự tình không đơn giản như ngài nói. Phân hội Long Môn bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, bởi vì Chu hội trưởng quanh năm nằm liệt giường cho nên nội bộ không ổn định. Mấy vị phó hội trưởng vẫn luôn muốn thượng vị, nhưng lại bởi vì Chu phu nhân cường thế áp chế cho nên không người nào dám quang minh chính đại động thủ mà thôi. Thế nhưng là chuyện của Triệu Nhị lần này lại cho những phó hội trưởng một cơ hội. Bọn hắn cơ hồ đều rõ ràng, nếu như không mượn cơ hội này xuất thủ, như vậy liền không có cơ hội thượng vị. Bùi Thiếu này, đừng nhìn bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, những người kia đều là áp lực bên ngoài mà thôi. Áp lực chân chính là tại nội bộ phân hội bên ngoài Vạn Lý Trường Thành. Nghe được điều này, Bùi Nghi Minh mới bỗng nhiên hiểu ra. Khó trách Triệu Tiểu Hồng nói không rõ ràng, chỉ nói mình đến cho Chu Giao chỗ dựa. Dù sao nói trắng ra, chính mình là Long Môn thiếu chủ. Chỉ là một cái phân hội trong 36 phân hội, phân hội trưởng bên ngoài Vạn Lý Thường Thành đến cùng là ai tới đảm nhiệm, còn không phải là chuyện một câu nói của mình. Có điều mấy vị phó hội trưởng này hơn phân nửa đã tìm được chỗ dựa của người nào đó rồi à? Bộ Nghi Minh lại suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng. Nếu như không có người cho chỗ dựa, những cái gọi là phó hội trưởng này liền xem như cho bọn hắn một cái gan bằng trời. Bọn hắn cũng không dám ở thời điểm này gây rắc rối. Chắc là có. Tô Nhân Báo cười khổ một tiếng. Dù sao, tôi vừa mới rồi vì giúp Chu Giao sư tỷ, ngay cả danh hiệu Tô gia chúng tôi đều khiêng ra để dọa người. Thế nhưng là những người kia không sợ à? Bộ Nghi Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó vỗ tay. Người dẫn đường đi, đi qua nhìn xem, đến cùng là cái tình huống gì một chút. Giờ này khắc này, trong văn phòng phân hội trưởng, tổng bộ phân hội Long Môn bên ngoài Vạn Lý Thường Thành, Chu Giao mặc một bộ quần áo thể thao bó sát người, đang cùng một nam tử mặc võ đạo bào màu đen ngồi đối diện nhau. Trước mặt hai người đều là nước trà nghi ngút khói, sau lưng ai cũng đều có những hộ vệ cao lớn đang đứng. Mà giờ khắc này bầu không khí song phương không được ấm áp cho lắm, rõ ràng hẳn là nói qua nói lại lẫn nhau, nhưng là tuyệt đối nói không thông. Giờ phút này, Chu Giao thần sắc trong trẻo lạnh lùng nhìn đối phương, chậm rãi nói: Công Tôn Dật, ngươi mặc dù là phó hội trưởng thứ nhất của phân hội chúng ta bên ngoài Vạn Lý Thường Thành, nhưng là ngươi không được quên, ngươi dù sao cũng là từ Tổng Đà Long Môn đưa xuống, mặc kệ là thực lực hay là uy vọng đều bình thường, liền ngươi còn muốn thượng vị hay sao? Nói chuyện viễn vông à? Ta cho ngươi biết, điều kiện của ngươi ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Ngươi là chuẩn bị tự mình xéo đi, hay là người của ta đem ngươi ném ra bên ngoài? Nam tử võ đạo bào đối diện giờ phút này cười cười, hắn nhấc chân lên bắt chéo, mỉm cười nói: Chu Giao, sao phải nói loại lời nói tổn thương cảm tình như vậy? Ngươi nếu như đã biết ta là từ phía trên đưa xuống, như vậy ngươi cũng hẳn là có thể tưởng tượng ta tại Tổng Đà Long Môn giao thiệp rộng như thế nào, năng lượng lớn bao nhiêu. Cha ngươi một tên phế nhân mà thôi, còn muốn tiếp tục làm phân hội trưởng một trong 36 phân hội hay sao? Như thế này không tốt lắm đâu. Dù sao Long Môn chúng ta là một trong 4 cây trụ lớn đại hạ, có lúc khó tránh khỏi phải chém chém giết giết. Một tên phế nhân dẫn đầu phân hội Long Môn bên ngoài Vạn Lý Trường Thành hơn 1 vạn đệ tử, ta một phó hội trưởng thứ nhất này không yên lòng à? Lại thêm lần này nữ nhi Triệu phó tổng thụ thương ở đây, hiện tại không rõ sống chết, vạn nhất Triệu phó tổng giận chó đánh mèo, ai có thể phụ trách được đây? Đơn giản mà nói, vị trí hội trưởng hiện tại tại phân hội bên ngoài Vạn Lý Trường Thành này chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Ta Công Tôn Dật là người tốt như thế giúp Chu gia các ngươi ngồi vững, ngươi không cảm kích ta, hiện tại
còn muốn ta cút đi hay sao? Nói đến đây, Công Tôn Nhật thành âm trở nên giống như cười mà không phải cười, âm dương quái khí. Chu Dao, ta nói lại một lần nữa, cũng là một lần cuối cùng. Bắt đầu từ giờ phút này, Chu Dao các ngươi, tất cả mọi người, nhất định phải ủy quyền, bao gồm mẹ ngươi, còn có ngươi. Trừ chuyện đó ra, tất cả danh sách đệ tử, phân hội bên ngoài và Lý Thường Thành, tất cả sổ tay tu luyện, toàn bộ đều phải chuyển tới trong tay ta. Đồng thời, Chu Gia các ngươi lại lấy danh nghĩa cha ngươi phát một phần thư tín cho tổng bộ, nói mình tuổi già sức yếu, nhu nhược, vô năng, không thích hợp tiếp tục làm phân hội trưởng. Làm xong chuyện này, ta cam đoan, ngoại trừ cho Chu Gia các ngươi 100 triệu an hưởng tuổi già ra, ta còn có thể xuất lực cá nhân của mình đem các ngươi đưa đi Cảng Thành, để các ngươi sống được vui vẻ, sống được vui sướng. Thế nào? Không thể nào. Chu Dao cắn hàm răng một hơi. Không thể nào sao? Vậy ngươi hẳn sẽ biết hậu quả. Công Tôn Nhật cười một tiếng. Vì không để bị Triệu Phó Tổng giận chó đánh mèo, phân hội bên ngoài và Lý Trường Thành chỉ sợ sẽ có 80% đệ tử rút lui. Mấy vị phó phân hội trưởng kia cũng sẽ liên danh đến tổng bộ báo cáo Chu Gia các ngươi. Mà ta thì là sẽ đối ngoại tuyên bố chuyện Triệu Nhị là chuyện riêng của Chu Gia các ngươi, cùng phân hội Long Môn bên ngoài và Lý Trường Thành chúng ta không có nửa xu quan hệ. Tóm lại, mặc dù so ra mà nói sẽ chậm đi một chút, nhưng là tại dưới tình huống này, ta cũng có thể để Chu Gia các ngươi không thể rời khỏi võ đài lịch sử. Công Tôn Nhật cầm lên chén trà uống một ngụm, nhẹ như mây gió. Là ngoan ngoãn mà nghe lời rời khỏi võ đài lịch sử đẹp mắt một chút, hay là lời nói đều không nghe, để ta một chân trực tiếp đem Chu Gia các ngươi đá ra cánh cửa. Hai con đường nào ít nhiều có chút tôn nghiêm, ít nhiều có chút đẹp mắt, chắc hẳn Chu Gia tiểu thư ngươi rất rõ ràng. Chu Gia cười lạnh, uy hiếp ta sao? Xéo đi. Công Tôn Nhật xa sầm mặt mũi. Chu Dao, ngươi đừng cho ngươi mặt mũi mà không lấy. Lão tử là xem ở cha ngươi lao khổ công cao mới khách khí đối với ngươi như thế. Đổi lại là người khác, lão tử chẳng những để bọn hắn một nhà sống không bằng chết, còn phải để ngươi một nữ nhân xinh đẹp như vậy coi như đồ chơi của ta. Khách khí với ngươi một chút, cho ngươi 3 phần nhan sắc, ngươi thế mà còn đòi mở xưởng nhuộm hay sao? Ngươi là thật không biết trời cao đất rộng à? Công Tôn Nhật tay trái đột nhiên vỗ mạnh trên bàn trà. Lão tử cho ngươi 10 phút làm xong mọi chuyện ta yêu cầu. Bằng không mà nói, Chu Gia các ngươi liền chờ chết đi. Nói đến đây, Công Tôn Nhật một mặt đều là biểu lộ anh chắc Chu Gia. Ta cũng cho ngươi 10 phút quỳ xuống xin lỗi Chu Gia, tự phế một tay giải quyết đống lộn xộn bên ngoài kia. Không đợi Chu Gia mở miệng, liền thấy được Bộ Nguyên Minh từ cửa đi vào. Bằng không mà nói, ta cam đoan, không chỉ là ngươi, liền người đứng phía sau ngươi cũng sẽ trả cái giá khó có thể tưởng tượng. Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, Chu Dao hơi sững sờ, trên mặt hiển hiện vẻ vui mừng. Nàng biết Bùi Nguyên Minh có năng lực gì, hiện tại Bùi Nguyên Minh xuất hiện, Chu Dao đã được cứu rồi. Thế nhưng là tỉnh táo lại về sau, Chu Dao lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chuyện này là chuyện nội bộ của Long Môn. Bùi Nguyên Minh là một ngoại nhân, thực lực cho dù trâu bò, làm việc có phách lối hơn nữa, còn dám nhúng tay vào việc nhà Long Môn hay sao? Trả cái giá khó có thể tưởng tượng hay sao? Nghe nói như thế, Công Tôn Nhật hơi sững sờ, hiển nhiên hắn đời này là lần thứ nhất bị người uy hiếp như thế. Giờ phút này hắn hơi híp mắt lại, nhìn xem Bùi Nguyên Minh, cười lạnh mở miệng. Có chút thú vị, liền Chu Dao cũng không dám cùng ta nói lời như vậy. Ngươi một cái hoa hoàng mao tiểu tử không biết từ nơi nào xuất hiện, thế mà cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, còn muốn người đứng phía sau ta trả cái giá khó có thể tưởng tượng hay sao? Ngươi biết đằng sau ta là ai hay không? Giờ phút này Công Tôn Nhật một mặt cười lạnh cùng khinh thường nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Rõ ràng hắn đã đem Bùi Nguyên Minh xem như một thanh niên sức trâu, không có bất luận cái bản lĩnh gì, không có bất kỳ cách kiến thức gì, thậm chí rất có thể là cùng loại giống như Tô Nhân Báo, một người theo đuổi Chu Dao. Bằng không mà nói, một người bình thường đầu óc nước vào sẽ ở thời điểm này cùng mình không qua được hay sao?
Bùi Minh nhìn thoáng qua chiếc Rolex cổ trong tay, thản nhiên nói, ngươi còn có 9 phút, hy vọng ngươi không nên tiếp tục lãng phí. Ha, đã 1 phút rồi sao? Công tôn giật trên dưới dò xét Bùi Minh, một biểu lộ như nhìn một tên ngu bò. Tiểu tử, mặc dù dung mạo ngươi rất ngu ngốc, một dáng vẻ tiểu bạch kiểm, nhưng là ngươi nói chuyện ngược lại rất thú vị à. Ngươi biết đến cùng ta là ai hay không? Ngươi đến cùng biết đằng sau ta là người như thế nào hay không? Người như ngươi tại ta chỗ này chỉ như cục cứt chó mà thôi, tùy thời đều có thể dẫm chết, ngươi hiểu chưa? Nói xong lời này, công tôn giật lười nhắc không thèm nhìn Bùi Nguyên Minh nữa, mà là hít mắt nhìn sang Chu Giao, thản nhiên nói, Chu tiểu thư, ta thay đổi chủ ý, bởi vì ngươi không quan tâm cùng ta không qua được, còn để loại phế vật này đến làm ta buồn nôn. Ta rất thất vọng về hành vi của ngươi à. Như vậy đi, ngoài những điều kiện vừa nêu, chúng ta hãy thêm một điều kiện nữa. Ngươi cùng mẫu thân của ngươi đêm nay đều phải mặc trang phục thỏ chờ ta tại bên trong phòng tổng thống, khách sạn bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, hiểu chưa? Thiếu một người, các ngươi sẽ biết hậu quả. Nghe nói như thế, một đám nam nữ sau lưng công tôn nhật toàn bộ đều phá lên cười,